Theo Cục Quản lý Dược, những ngày gần đây, đơn vị này đã nhận được văn bản từ một số cơ sở y tế trên toàn quốc phản ánh việc thiếu thuốc Primazone B0 trong điều trị. Trước thực tế nêu trên, đại diện Cục Quản lý Dược khẳng định, hiện nay chưa có thuốc nào có cùng hoạt chất đường dùng với thuốc Primazone B0 đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, Cục đã cấp giấy phép nhập khẩu thuốc Primazone B0 cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vimeddimed Bình Dương với số lượng 60.000 thùng, hai túi dịch 5 lít một thùng. Hiện công ty này đã nhập 19.819 thùng và còn lại 40.181 thùng đang được làm thủ tục thông quan. Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có nhu cầu sử dụng thuốc Primazone B0 chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu phân phối thuốc Primazone B0 để đặt hàng, mua sắm kịp thời.